Gồng không nổi nữa rồi, gồng không nổi nữa rồi. Thực sự thì anh Hoàng gồng không nổi nữa rồi. Một căn nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 18m, tọa lạc tại trục đường chính Dương Thị 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, với mẫu thiết kế lấn ngược theo phong cách hiện đại, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng. Chúng ta có một phòng tắm, phòng sông hơi, massage phía trong. Căn nhà rất đẹp, dài và thiết kế mẫu mới. Hướng của căn nhà là hướng chính nam. Bây giờ anh Hoàng gồng hết nổi lãi ngân hàng, xả gấp, xả lỗ từ 6 tỷ 8 xuống chỉ còn 6 tỷ 250 thôi. Xả giảm tới 550 triệu nha. Đường trước nhà là con đường rộng 6m, con đường hẻm một xẹt của trục đường Dương Thị 10, con đường thông, hẻm một xẹt sát đường chính. 6 tỷ 250 chỉ còn bớt lọc thôi nha chị, bớt một chút xíu thôi nha. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt bốn cánh phía bên ngoài, bên trong có tiếp một lớp cửa cuốn, hai lớp cửa luôn. Và trong đây sẽ là gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô anh chị đậu thoải mái, xe hơi bán tải, xe 7 chỗ nha. Được ốp sàn gạch, len tường cao đụng trần, trên có đèn led thạch cao rất đẹp. Căn nhà hướng chính nam, giá bán bây giờ anh Hoàng giao chỉ có 6 tỷ 250, bớt lộc thôi nha anh chị. Một căn nhà giá rất rẻ, tặng full nội thất trong nhà. Quận 12 có mỗi căn này tặng được nhiều nội thất thôi. Full nội thất hết giường, tủ, máy lạnh, tivi. Rất nhiều nội thất trong nhà nha. Hiện giờ anh Hoàng gồng hết nổi lãi ngân hàng, cần thanh khoản gấp, xả gấp, em nhà phố siêu đẹp này. Phía trong đây thì chúng ta được tặng lại sofa da và tặng tivi 65 inch. Cầu thang thì ốp đá hoa cương sa mạc, chạy đèn led. Trong này có ốp nhựa len tường và dán giấy len tường, cũng như là ốp trang trí rất là đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Trên có đèn chùm thạch cao, đèn led. Giảm xuống tới 550 triệu. Giá bán bây giờ chỉ có 6 tỷ 250 thôi. Giá vẫn còn bớt một chút lọc thôi nha. Đấy, căn nhà rất đẹp, hướng chính nam. Phía sau này chúng ta có khoảng giếng trời, khoảng tiểu cảnh, trồng cây. Trừ lại 1m rưỡi, 2m, phía sau chúng ta trồng cây nha. Rất thoáng mát luôn. Anh chị, cô chú nào thích căn nhà phố siêu đẹp, siêu hoành tráng này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Giá bán rất là bình dân, rất là rẻ nha anh chị, 6 250. Nằm ngay trục đường Dương Thị 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, sát với bệnh viện quận 12. Căn nhà thì làm rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Giá thì vô cùng rẻ luôn, 6 tỷ 250. Ra sở hữu ngay căn nhà đẹp này rồi. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất sang. Xây mẫu lấn ngược cực kỳ mới, hot của quận 12. Một trong những căn nhà đẹp số 1 tại quận 12 nha anh chị. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực tầng lửng, sẽ là phòng bếp. Bếp thì đặt trên lửng nha anh chị. Bây giờ chỉ còn giá bán với giá là 6 tỷ 250 triệu đồng thôi. Tặng bàn ăn 6 ghế, tủ bếp gỗ An Cường phủ acrylic. Và chúng ta được trang trí rất đẹp, có ban công ra tầng lửng luôn nha. Rất đẹp, rất sang. Giá cực kỳ bình dân, có 6 tỷ 250 thôi. Hiện giờ anh Hoàng gánh lại ngân hàng hết nổi nên là giảm xuống để bán xả lỗ, bán gấp cho những quý vị nào đang có nhu cầu mua nhanh. Có ban công ở tầng lửng luôn này. Toàn bộ lan can là inox kính cường lực. 6 250 thôi nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Thiết kế mẫu mới sang trọng. Quý anh chị nào muốn mua căn nhà này hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, thả like, ủng hộ em. Nhà hướng chính nam nha quý vị. Một trong những cái hướng khó tìm nhất tại quận 12. Căn nhà rất đẹp, rất sang. Đèn chùm rất hiện đại luôn. Có tặng tivi 65 inch. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2 nha. Ốp sàn gạch giá gỗ hết luôn. Có tặng lại giường 1m8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi, giường đệm, ga giường có hết rồi. Đầy đủ nội thất hết nha anh chị. Full nội thất khoảng tầm 400 triệu đồng. Bên ngoài thì có ban công, cửa nhôm sim pha đầy đủ. Thiếu một máy lạnh thôi. Mỗi phòng thì làm riêng một nhà vệ sinh nha. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, phòng sông hơi, massage.
và có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trệt lửng 3 lầu, toàn bộ dùng bồn cầu khối và sân thuyền tương lét, gạch ốp cao lên đụng trần. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Anh chị nào thích căn nhà này hãy gọi ngay về tới em Hưng. Phòng số 2 đằng sau thì chúng ta cũng có giường đệm, kệ tivi và có cửa sổ ra đằng sau. Thật sự thì anh Hoàng bây giờ chịu hết nổi rồi. Cần xả gấp căn nhà đẹp số 1 tại quận 12 này, với giá bán có 6 tỷ 250 thôi. Anh chị nào thích quan tâm đến căn nhà này hãy gọi ngay về tới bên nhà đất Bá Hưng để được hỗ trợ làm giá tốt nhất. Ngân hàng có thể cho vay được tầm 4 tỷ 4 tỷ rưỡi nha anh chị. Và chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 2. Lầu 2 chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa là 3. Cũng có nội thất giống bên dưới luôn. Nội thất rất đẹp nha. Rất đẹp, rất là sang. Phía bên này là khu vực phòng sông hơi, phòng tắm nha anh chị. Có bồn tắm nằm này, có khu vực sông hơi. Khá đẹp, khá đẳng cấp. Căn nhà phố hiện đại cực kỳ là sang luôn. Giá rẻ thì có 6 tỷ 250 triệu đồng. Anh chị đang xem video thì hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay về tới bên em nhé. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và thả like. Một căn nhà đẹp, di chuyển về sân bay chắc đi khoảng tầm 20 phút nha anh chị. Tiện ích xung quanh đầy đủ hết luôn. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Chúng ta có phòng thờ rất rộng này. Đây là phòng thờ, ốp sàn gạch giá gỗ nha. Phía ngoài đây là khu vực sân thượng trước, đã được ốp gạch làm rất là thoáng. Phía sau chúng ta sẽ có một khu vực giặt phơi đồ. Ở khoảng giặt phơi đồ này thì chủ nhà đã làm cầu thang sắt di chuyển lên trên, ốp gạch sạch sẽ. Anh chị về chúng ta bố trí làm thêm khung sắt và làm mái tôn nha. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.